Kính thưa thầy Tuấn, thầy Hoàng Anh và các bạn đồng nghiệp, thì cũng có một sự khác biệt rất đáng kể giữa cái tình hình đề kháng của bệnh viện cũng như là cộng đồng. Tuy nhiên thì hiện nay cũng có một số cảnh báo một cái tình hình kháng thuốc ở viêm phổi cộng đồng gia tăng lên, đặc biệt một số nhóm thuốc mà chúng ta đang 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 lạm dụng. Thì tỷ lệ tử vong hiện nay đối với viêm phổi cộng đồng nó cũng khoảng 10%, có khi lên 15%, nhưng mà những ca mà viêm phổi cộng đồng mà do dự không kháng thuốc hoặc là đặc biệt là nằm ICU thì tỷ lệ tử vong nó lên đến 50%, nó không thua gì cái viêm phổi trong bệnh viện. Vậy thì chúng ta thấy là một cái viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi nặng là một cái yếu tố nguy cơ tử vong rất là cao. Thì một trong những lý do mà chúng ta biết rằng cái vấn đề thất bại điều trị đó là liên quan tới vấn đề chúng ta sử dụng kháng sinh không hợp lý, trong đó lạm dụng kháng sinh là một cái vấn đề nhức nhối của chúng ta hiện nay. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà chúng ta thấy tiêu thụ kháng sinh cũng rất là gia tăng lên. Thì chúng ta đều biết rằng cái tử vong do đề kháng kháng sinh ở vùng châu Á, châu Phi là cao gấp 10 lần so với cái vùng châu Âu. Chúng ta thấy rằng cái châu Âu và châu Mỹ thì hai cái nước mà cái tỷ lệ tử vong do kháng kháng sinh nó cũng rất là thấp. Đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì qua cái nghiên cứu mới đây, chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ SARS-CoV-2 đó, chúng ta thấy là tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy cái tình hình tử vong nó trên 1 triệu người do COVID. Cúm thì là khoảng 60.000. Riêng phế cầu ở tại Hoa Kỳ thì khoảng 25.000 ca tử vong. Và một cái virus mà chúng ta cũng cũng khá là quan tâm, nhưng ở Việt Nam thì chưa để ý nhiều, đó là RSV. Tỷ lệ tử vong nó cũng lên tới 14.000. 14.000 là con số mà đối với những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi. Thì chúng ta điểm qua về tình hình kháng thuốc ở tại Việt Nam. Thì trước khi mà coi xem những tác nhân nào là nhân mà thường xuyên và kháng thuốc ở tại Việt Nam, thì chúng ta điểm qua cái nghiên cứu ở tại châu Á năm 2008. Thì chúng ta thấy rằng cái nhóm kháng sinh vi khuẩn thường gặp nhất đó là cái Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae, là hai cái tác nhân mà cho tới bây giờ, cho tới thời điểm này nó cũng là tác nhân chủ yếu. Tuy nhiên ở vùng châu Á thì chúng ta thấy rằng cái vi khuẩn gram mâm, thí dụ như Klebsiella pneumoniae hoặc là Pseudomonas, nó cũng khá nhiều, có lẽ liên quan tới vấn đề dinh dưỡng, liên quan tới tuổi thọ, liên quan tới bệnh động mắt. Và một cái nhóm vi khuẩn nữa là vi khuẩn không điển hình. Chúng ta cũng lưu ý là trong trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi nặng thì chúng ta không có cách nào chúng ta phân biệt giữa vi khuẩn điển hình với vi khuẩn không điển hình. Lúc đó thì chúng ta cần phải điều trị bao phủ vi khuẩn không điển hình. Thấy tỷ lệ nó khá cao ở tại các nước châu Á cũng như là ở tại Việt Nam. Và nhiễm trùng phù hợp là một trong những cái nhiễm trùng mà phổ biến nhất hiện nay, do cái sự tiến bộ của những cái xét nghiệm sinh học phân tử mà chúng ta biết được cái phổ vi khuẩn, những cái vi khuẩn như những cái virus nó tham gia vào trong quá trình sinh bệnh của cái nhiễm trùng hô hấp ngoài cộng đồng. Trước nay thì chúng ta thấy rằng nếu mà một cái xét nghiệm vi sinh cũ thì tỷ lệ mà nhận diện ra vi khuẩn thì chúng ta chỉ đạt được chừng khoảng tối đa trong nghiên cứu của anh shop này là khoảng 60%, còn 40% chúng ta không biết, nhưng mà đa số Việt Nam thì chúng ta dùng kháng sinh trước cho đó mà cấy ra tỷ lệ nó cũng giảm xuống chỉ còn có 30% là dương tính, còn như là 70% là chúng ta thấy không biết là cái vi khuẩn nào. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu mà mới đây ở tại Việt Nam do Hồ Phổi tiến hành thì chúng ta thấy rằng nhờ những cái phương pháp mà bằng real time PCR đó, so sánh với đu cấy, thì chúng ta thấy rằng đối với Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae khi mà dùng đu cấy thì nó tỷ lệ mọc rất là thấp. Chúng ta thấy là tỷ lệ mọc nó không đáng kể. Bởi vì những cái vi khuẩn này nó nhạy cảm với kháng sinh, do đó mà khi mà chúng ta dùng kháng sinh trước đó thì cấy nó không có mọc và cần phải có môi trường đặc biệt. Khi làm PCR đối với những cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy là nó tăng cái tỷ lệ mà phát hiện Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae ra. Ngoài ra thì những vi khuẩn không điển hình hay là virus cũng được phát hiện trong cái nghiên cứu này. Còn những nghiên cứu mới đây nữa thì 2018 của nghiên cứu ECRI của Hồ Phổi cũng vậy, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện nếu mà chúng ta kết hợp tỷ lệ phát hiện bằng bằng PCR với nuôi cấy thì tỷ lệ mà dương tính nó lên tới 494%. Vậy chúng ta thấy rằng cái một cái phổ khá toàn diện của tác nhân gây ra nhiễm trùng hô hấp cộng đồng.
Thì trong đó chúng ta thấy rằng tới 60 là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Còn những cái vi khuẩn khác, ví dụ như khuẩn gam mâm thì nó chiếm tỷ lệ khoảng 20%. 20% đối với Việt Nam là tương đối cao so với các nước châu Âu hay là châu Mỹ. Một cái kết quả nữa là cái phối hợp tác nhân gây bệnh trong nghiên cứu URI này chúng ta thấy là nó khoảng 65%. Như vậy là chứng tỏ là cái nhiễm trùng hô hấp ở ngoài cộng đồng là nhiễm trùng phức tạp chứ không phải là một nhiễm trùng đơn giản. Mặc dù là cái ưu thế nó tăng cao Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae, nhưng mà trước đó có thể có nhiễm trùng virus hoặc là một cái tác nhân không điển hình, rồi sau đó có thể nó nhiễm đồng thời hoặc là bộ nhiễm những cái tác nhân Streptococcus pneumoniae hoặc là Staphylococcus hoặc là Haemophilus influenzae, và trên những cái điều kiện đặc biệt thì có thể nó nhiễm Pseudomonas cho bệnh nhân. Như vậy thì cái một cái tác nhân mà chúng ta đề cập tới đó ở Việt Nam thì cũng có, tôi thấy có nhiều nghiên cứu trên nhi, những người lớn thì chúng ta chưa thấy nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái số lượng mà bệnh nhân chết ở tại Mỹ mỗi năm đó, những người mà trên 65 tuổi thì cũng một số lượng rất lớn. Ví dụ như khoảng trên 2 triệu người có cái triệu chứng của nhiễm RSV và phải đi khám bệnh viện là trên 1 triệu người, và nhập viện là gần 200.000 người và chết thì khoảng 14.000. Chúng ta thấy đây là một cái tác nhân mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, bởi vì nó gây ra tỷ lệ tử vong cũng không thua gì gì phế cầu. Đó là một cái điều mà chúng ta lưu ý, cũng một cái tin rất là mới, là có sắp sửa có vaccine RSV cho trên thế giới, thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng quan tâm. Một cái điều liên quan tới vấn đề sử dụng kháng sinh và đồng nhiễm. Thì chúng ta biết là đồng nhiễm là nó gây ra một cái bệnh cảnh tương đối là phức tạp và khó tiên đoán được cái kết cục, và cũng như là chúng ta không có biết được là tác nhân nào gây bệnh. Nhưng qua cái nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng được công bố mới đây, chúng ta thấy rằng 61% nhiễm trùng hô hấp ngoài cộng đồng là do virus, chỉ do virus thôi, nhưng mà tỷ lệ mà sử dụng kháng sinh lên 90%. Đây là cái nghiên cứu tại Mỹ nha. Ở Việt Nam mình thì có lẽ là cũng không có thua gì đâu. Vấn đề chúng ta sử dụng kháng sinh quá mức cần thiết khi mà có một cái nhiễm trùng do virus. Thì tính về cái chuyện mà virus đồng mắc trên những cái nhiễm khuẩn cộng đồng, thì chúng ta thấy ngoài cái SARS-CoV-2, cúm và RSV thì ba tác nhân này là ba tác nhân mà đã gây ra nhiễm trùng đồng mắc nhiều. Thì đối với cúm thì chúng ta biết rồi, thì đa phần là Streptococcus pneumoniae, và kế đó là Staphylococcus aureus. Nhưng mà trên SARS-CoV-2 thì tỷ lệ Staphylococcus aureus và Streptococcus pneumoniae nó đồng nhiễm tương đối thấp hơn, dưới 30%. RSV thì đa phần là do Streptococcus pneumoniae nó đồng nhiễm. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chẩn đoán một cái tác nhân virus thì chúng ta cũng có thể tiên đoán được cái tác nhân vi khuẩn nó đi kèm theo cái tác nhân đó. Thì tại sao lại cái tình hình nhiễm ở ngoài cộng đồng do vi khuẩn gam mâm Việt Nam nó tăng cao trong nghiên cứu của anh Shop? Nghiên cứu của anh Shop là nghiên cứu mà khoảng 10 quốc gia tại vùng châu Á, trong đó có Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã làm một số nghiên cứu tại Chợ Rẫy, thì những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà được lấy đàm và làm xét nghiệm PCR cũng như là cấy. Thì nếu mà bệnh nhân này được chuyển từ tỉnh lên sau một thời gian điều trị nhiễm khuẩn hô hấp và được chuyển lên, thì đa phần những cái tác nhân này là những tác nhân gam mâm. Mặc dù là kết quả cấy các bạn thấy rằng nó chỉ có tỷ lệ dương tính, chỉ có 71%, có nghĩa là dưới 30% dương tính. Còn lại thì kết quả dương tính, mà đa phần dương tính nó là những cái vi khuẩn gam mâm, ví dụ Acinetobacter, rồi tụ cầu kháng penicillin hay là Pseudomonas. Tuy nhiên thì khi mà làm kiểm tra bằng PCR thì chúng ta thấy rằng cái nó tăng cái tỷ lệ phát hiện dương tính lên, nó lên được tới 58%. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ gam mâm nó vẫn chiếm ưu thế. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà nhiễm khuẩn cộng đồng, mà chúng ta trước đây thì chúng ta nói là một cái nhiễm khuẩn liên quan với chăm sóc y tế, hay là bây giờ thì chúng ta nói là nhiễm khuẩn do cái khả năng do vi khuẩn gam mâm kháng thuốc, hay là vi khuẩn kháng thuốc do tụ cầu, hay là do Pseudomonas. Tại Việt Nam mình thì trong cái nhóm này chúng ta cũng lưu ý những cái nhóm vi khuẩn cộng đồng mà được điều trị ở tuyến tỉnh rồi không có đáp ứng, rồi nằm ở tại bệnh viện, nó sẽ nhiễm những cái vi khuẩn trong bệnh viện, và nó làm cho một cái bệnh cảnh rất phức tạp.
Như vậy thì đứng trước một cái viêm phổi cộng đồng, chúng ta xem coi là chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ nào để chúng ta nghi ngờ là vi khuẩn nó liên quan tới chuyện kháng thuốc không. Cái điều đó là rất là quan trọng, dựa vào cái tiền căn, dựa vào cái bệnh lý kèm theo và dựa vào tình trạng bệnh nhân mà chúng ta sẽ tiên đoán được cái khả năng là viêm phổi cộng đồng này do những vi khuẩn kháng thuốc và chúng ta phải phải điều trị. Thứ ba là tình hình kháng thuốc đối với các vi khuẩn thông thường cũng như là những vi khuẩn khác ở tại Việt Nam. Thì năm 2010 thì chúng ta chưa thấy có cái tình hình kháng quinolone của Streptococcus pneumoniae qua nghiên cứu của 11 nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên thì cho tới 10 năm sau thì chúng tôi làm nghiên cứu lại, thì cũng trên những cái tác nhân bị viêm phổi cộng đồng thì Streptococcus pneumoniae nó lại kém nhạy cảm với levofloxacin, nó lên tới 29%, kháng với clarithromycin lên gần 70%, chỉ còn nhạy với những cái nhóm benazam, trong đó thì nhóm như là amoxicillin hoặc penicillin thì tỷ lệ kháng đó rất là thấp. Ví dụ như kháng penicillin ở đây chỉ có 4.6% theo cái tiêu chuẩn CO mới. Do đó chúng ta thấy là cái vấn đề mà Streptococcus pneumoniae vẫn còn nhạy cảm với nhóm benazam. Tuy nhiên thì do chúng ta lạm dụng tràn lan, sử dụng lan ran cái levofloxacin ở ngoài cộng đồng, nhất là chúng ta được buôn bán tự do những cái thuốc kháng sinh này ở tại các quầy thuốc, do đó mà sử dụng nó, cái tâm lý là sử dụng kháng sinh càng phổ rộng càng tốt để mà tăng cái hiệu quả của các dược sĩ, thì chúng ta lại bị vướng vào một cái tình trạng là nó tăng cái tình kháng thuốc, nó gia tăng lên. Thì cái hiện nay cái MIC của các quinolone thì chúng ta có đặc biệt lưu ý là trong nghiên cứu này chúng ta thấy MIC của Cipro nó đã tăng lên 2, thì nó làm giảm đi cái OEC MIC của Cipro đối với Streptococcus pneumoniae. Do đó chúng ta thấy rằng để đạt được cái OEC MIC nó trên 30 thì cái Cipro nó không đạt được. Do đó cái khuyến cáo chung của chúng ta hiện nay là cái vấn đề cái dùng Cipro để chúng ta điều trị viêm phổi cộng đồng hay là nhiễm trùng hô hấp ngoài cộng đồng đối với Streptococcus pneumoniae trở nên rất khó khăn. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng levofloxacin thì chúng ta cần phải tăng cái liều lên 750 mg để chúng ta đạt được cái nồng độ. Thì đối với Haemophilus influenzae thì chúng ta thấy rằng cái vẫn còn nhạy cảm khá nhiều đối với nhóm macrolide, đối với nhóm quinolone cũng như đối với nhóm beta-lactam. Tuy nhiên thì nếu mà đơn thuần amoxicillin hay là amoxicillin đơn thuần mà không có ức chế beta-lactam thì cái này nó kháng lên tới 50% do nó tiết ra cái beta-lactam. Do đó mà nếu mà một cái nghiên cứu nhiễm trùng mà do Haemophilus, chúng ta nghi ngờ thí dụ như trên bệnh nhân CPD hay là trên những bệnh nhân mà lớn tuổi thì chúng ta lưu ý chúng ta cần phải bổ sung cái ức chế beta-lactam đối với nhóm beta-lactam, hoặc là chúng ta có thể nếu mà dị ứng với beta-lactam chúng ta có thể chuyển sang sử dụng nhóm quinolone hấp hoặc là nhóm Maric cũng đạt được hiệu quả. Đối với Klebsiella pneumoniae ở ngoài cộng đồng thì tình hình đề kháng đối với levofloxacin thì chưa ghi nhận được cái đề kháng qua nghiên cứu IRI 2018 cũng như là ertapenem. Do đó chúng ta thấy rằng cái thuốc đây là một thuốc mà nhóm carbon nhóm 1 sử dụng đơn giản một lần một ngày vẫn còn hiệu quả đối với Klebsiella pneumoniae. Và chúng ta đều biết là cái Klebsiella pneumoniae là trên nhiễm trùng cộng đồng, thường thường nó sẽ xảy ra trên người tiểu đường hoặc là trên người bị xơ gan. Thì đó chúng ta thấy là một cái bệnh cảnh viêm phổi do giống như phế cầu nhưng mà rất là nặng, thường thường là vô mà đã siêu hấp rồi thì nguy cơ tử vong rất là cao. Một nghiên cứu khác mà chúng ta cũng đã được sử dụng ở Việt Nam trong cái nghiên cứu liên quan tới Streptococcus pneumoniae và Haemophilus, thì chúng ta thấy là cái vấn đề nhạy cảm với nhóm cephalosporin thứ hai bắt đầu đã giảm đi rất là nhiều so với trước đây. Nhóm beta-lactam thì còn nhạy cảm khá nhiều, đặc biệt là penicillin. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà sử dụng penicillin chích hiện nay thì nó là một cái dạng tương đối là khó sử dụng so với ceftriaxone hay là ceftazidime, nhưng mà chính nhờ vậy mà ít sử dụng trở nên nó bây giờ nó còn kháng sinh rất là hiệu quả. Tôi nghe nói là bác sĩ Châu, thầy Châu cũng rất là ưa thích cái penicillin để sử dụng cho bệnh viện tại Bạch Mai. Trong Sài Gòn gần như là các bác sĩ cũng đã bỏ sử dụng penicillin rồi, bởi vì nó phải sử dụng tới liều 8 triệu tới 20 triệu trong một ngày để chúng ta điều trị.
mà nó lại gây ra rất là nhiều cái mất thời gian cho các điều dưỡng. Những cái nhóm Margaret cũng vậy, chúng ta thấy cái tình hình nhạy cảm cũng rất là kém đối với cái septococcus pneumoniae. Trong cái nghiên cứu này thì cũng đề cập tới Hemophilus influenzae, thì chúng ta thấy là cái vấn đề độ nhạy đối với amoxicillin kết hợp với glyaluronic acid thì nó vẫn còn nhạy cảm cao, lên tới trên 95%. Ampicillin thì bị đề kháng khá nhiều, chỉ còn nhạy cảm có 11% thôi. Ngoại trừ nhóm cephalosporin thì đối với ceftriaxone thì còn nhạy cảm cao, nhưng mà đối với những cái kháng sinh khác thì chúng ta thấy là mức độ nhạy cảm nó cũng không có bằng như trước đây. Liên quan tới vấn đề đề kháng như vậy thì chúng ta thấy là ở tại Việt Nam chúng ta rất là nhiều cái nguyên nhân gây ra tình trạng đề kháng. Chúng ta thấy vấn đề kê toa, kháng sinh không hợp lý là chúng ta thấy cũng khá phổ biến, cũng giống như bên Mỹ. Kê toa nó quá mức cần thiết, không có sử dụng kháng sinh có chất lượng, cái kháng sinh kém chất lượng chúng ta thấy cũng khá là nhiều. Rất là thường xuyên Bộ Y tế cũng phải thu hồi những cái kháng sinh đang lưu hành trên thị trường do phát hiện kém chất lượng. Và đặc biệt là vấn đề sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi chúng ta cực kỳ phổ biến, như chúng tôi đã đề cập có nhiều trường hợp là chúng ta thấy là trong cái đề tài hôm qua, vấn đề nấm á, nấm chúng ta thấy rằng cái nấm ở trong đất Aspergillus mà nó kháng với azole, kháng Aspergillus B nó lên từ 70-80% khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh kháng nấm quá nhiều trong chăn nuôi, dẫn đến hậu quả là có thể là bệnh những tác nhân đó nó đã kháng thuốc trước đó. Thì như vậy thì nguyên nhân cái vấn đề kháng thuốc đó thì theo CDC của Mỹ thì chúng ta thấy trên toàn thế giới 1/3 cái đơn thuốc kháng sinh là chúng ta thấy không cần thiết. Và có những nghiên cứu mà liên quan tới nhiễm trùng phối hợp đó, chúng ta thấy có nghiên cứu ta công bố lên tới 90% sử dụng. Do đó mà vấn đề mà chúng ta sử dụng kháng sinh để làm sao trong cái điều kiện hiện nay mà nó đảm bảo được cái hiệu quả, thì cái khái niệm mà gọi là sử dụng kháng sinh tích hợp ngay từ đầu là một khái niệm rất là quan trọng để chúng ta theo đó mà chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng phối hợp ngay từ đầu thì cái cải thiện lâm sàng cũng như là về tử vong nó cải thiện rất cao. Ví dụ như trong cái vấn đề mà chúng ta sử dụng kháng sinh ngay từ đầu thích hợp thì cái có thể cứu mạng tới 86%, còn nếu mà chúng ta không sử dụng kháng sinh từ đầu thì tỷ lệ cứu mạng nó sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy thì kháng sinh từ đầu mà thích hợp thì chúng ta phải xem xét cái vấn đề mà nghiên cứu kháng sinh như chúng ta đã làm đó. Hemophilus Staphylococcus pneumoniae là hai tác nhân rất là thường, chúng ta cần phải có những nghiên cứu định kỳ, thí dụ 5 năm hay 10 năm chúng ta phải đánh giá lại một lần để xem coi là ba cái nhóm thuốc Mavlid, Quinolone và Betam nó thay đổi cái tình trạng kháng thuốc như thế nào. Và khi mà chúng ta nhận diện một cái vi khuẩn gây bệnh hay là nghi ngờ cái viêm phổi này do tác nhân vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh sớm. Trong bệnh viện thì phải sử dụng sớm trong vòng 2 giờ và trong viện cộng đồng phải dùng 4 giờ và phải sử dụng theo giờ đồng học. Đặc biệt là các bạn thấy là trong cái hai bài báo cáo của hai tác giả đầu tiên đó, chúng ta thấy là cái vấn đề càng kháng thuốc chừng nào thì chúng ta phải căn cứ vào cái giờ đồng học. Ví dụ như kháng sinh phải vào mô tốt, truyền kéo dài đối với những vi khuẩn đa kháng, chúng ta phải dùng đủ thời gian, dùng quá nhiều, quá dài cũng như là dùng quá ngắn sẽ làm cho tình trạng kháng thuốc gia tăng lên. Và kháng sinh là kháng sinh phải đủ chất lượng. Hiện nay chất lượng kháng sinh là một vấn đề mà chúng ta cũng đau đầu. Và vấn đề trong một số nghiên cứu thì chúng ta thấy cái vấn đề mà chỉ định càng sớm càng tốt kháng sinh, đặc biệt là những viêm phổi cộng đồng nặng á, thì chúng ta cần phải điều trị sớm để chúng ta giảm đi tỷ lệ tử vong, giảm cái mức độ nặng. Như vậy thì cái vấn đề mà kháng sinh không thích hợp nó liên quan tới rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta có thể tránh đi những cái điều trị kháng sinh không thích hợp và nó mang đến cái hậu quả xấu cho bệnh nhân. Ví dụ như kháng sinh không đủ liều, không đủ thời gian, sử dụng kháng sinh trễ, chúng ta không kê toa một kháng sinh theo cái phổ thích hợp đối với bệnh nhân nhiễm trùng đa dọa tính mạng thì chúng ta
gọi như là kháng sinh không thích hợp. Và có một số yếu tố khác mà chúng tôi cũng muốn đề cập tới là vấn đề chúng ta kê toa kháng sinh vì lợi ích kinh tế, rồi bị áp lực các công ty dược tới thăm thường xuyên quá, rồi giới thiệu kháng sinh đang bị ế, rồi vì tình cảm nào đó chúng ta phải sử dụng nhiều lên ha. Cái đó là cái mà chúng ta cũng gặp trong thực tế. Thì vấn đề đối với những cái vấn đề sử dụng kháng sinh, đây là một vấn đề rất là phổ biến hàng ngày đối với tất cả chúng ta, mà liên quan rất nhiều đến với vấn đề kê toa thuốc ở tại ngoại trú cũng như là ở tại nội trú để cho bệnh nhân chúng ta đạt được. Thì chúng ta thấy rằng qua cái khảo sát về vấn đề mà xem xét để mà chúng ta điều trị kháng sinh và cuối cùng chúng ta quyết định cho kháng sinh, thì chúng ta thấy rằng chỉ có 45% là chúng ta xem xét và sau đó chúng ta cho quyết định kháng sinh. Còn những trường hợp khác, ví dụ như là bệnh nhân chúng ta có không xem xét nhưng mà chúng ta cho kháng sinh, nó cũng cỡ khoảng 10%, nghĩa là không có chỉ định, không xem xét nhưng mà cuối cùng quyết định cho kháng sinh, thì cũng ảnh hưởng tới khoảng 1% nhân viên y tế của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà sử dụng kháng sinh nó liên quan chặt chẽ tới cái chuyện mà kháng thuốc, và nó cái chuyện sử dụng kháng sinh trong vòng 12 tháng. Trước đây thì người ta đề cập tới cái chuyện mà 9 tháng thôi, nhưng mà trong 12 tháng sử dụng kháng sinh thì nó cũng liên quan tới vấn đề kháng thuốc. Do đó chúng ta nên cũng lưu ý đến vấn đề mà chúng ta sử dụng kháng sinh mà thường xuyên quá cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ lưu ý đến những cái tác nhân kháng thuốc có thể nó xảy ra trên những bệnh nhân đó. Và như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta điều trị kháng sinh cho bệnh nhân thì để mà chúng ta điều trị thích hợp cho bệnh nhân thì chúng ta phải căn cứ vào kháng sinh là một, như chúng ta đề cập tới, chúng ta đang căn cứ vào vi khuẩn có đề kháng hay không, vi khuẩn như thế nào, và cuối cùng là chúng ta trên bệnh nhân, mỗi bệnh nhân nó, chúng ta điều trị nó mỗi khác, chứ không phải là chúng ta theo cái guideline. Thì giống như hồi nãy chúng ta thấy guideline châu Âu nhưng mà áp dụng Việt Nam thì rất là khó, chứ không phải là dễ dàng. Như vậy thì vấn đề chúng ta cần phải thống nhất về vấn đề chúng ta đề kháng và chúng ta điều trị những phổi hô hấp cho bệnh nhân để chúng ta giảm đi cái tình hình đề kháng. Thì như vậy thì chúng ta phải điều trị kháng sinh khi nào mà có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Cái đó là cái điều rất cần thiết. Và cần phải điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm kịp thời, nghĩa là đối với bệnh nhân nặng chúng ta không chần chờ được, chúng ta phải điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Và nếu đối với bệnh nhân nặng thì chúng ta cần phải thu thập cái mẫu vi sinh để chúng ta điều trị, và chúng ta sẽ phải thay đổi, và chúng ta sẽ điều trị dựa chọn kháng sinh dựa trên cái những nghiên cứu cũng như là dựa trên dự động học để chúng ta tránh đi cái tình trạng đề kháng kháng sinh tiếp theo. Và chúng ta phải điều trị kháng sinh theo đúng cái thời gian cũng như đúng cái chỉ định. Tóm lại thì so với viêm phổi bệnh viện thì cái viêm phổi cộng đồng thì phần lớn 60% 70% là do Staphylococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần quan tâm hai cái tác nhân này để chúng ta theo dõi cái tình hình kháng thuốc trong những cái khoảng thời gian định kỳ để chúng ta hướng dẫn cho cán bộ y tế điều trị. Và những đối tượng đặc biệt, ví dụ như giãn phế quản, bệnh nhân bị xơ gan, bệnh nhân điều trị cổ tuyết kéo dài, thì những cái người đó có khả năng họ sẽ nhiễm những cái vi khuẩn kháng thuốc, ví dụ tụ cầu kháng methicillin hay là pseudomonas. Chúng ta lưu ý những cái đối tượng đặc biệt đó để chúng ta điều trị khi mà chúng ta nhận bệnh nhân có viêm phổi cộng đồng. Và đối với người thầy thuốc chúng ta thì vấn đề cái kháng sinh là một cái vũ khí, là một cái tài nguyên, một cái tài sản của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ và chúng ta sẽ điều trị làm sao cho nó bền bỉ, nó kéo dài cho cái bệnh nhân của chúng ta. Và chúng ta cần phải có một cái chương trình hành động để chúng ta có giảm được kháng sinh, sử dụng kháng sinh một cách khôn ngoan và có trách nhiệm trong cái thực tiễn hiện nay với tình hình đề kháng kháng sinh, đặc biệt là những kháng sinh mà chúng ta sử dụng rất thường xuyên ở ngoài cộng đồng hiện nay. Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp.